Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car cũng như Quyết Trần Toyota. Và rất nhiều các quý anh chị chúng ta hỏi rằng là ở thời điểm hiện tại, tại sao, lý do nào mà chiếc xe Toyota Cross ở đầu năm lại có chương trình giảm giá ít, nhưng đến thời điểm hiện tại, việc mà chiếc xe Toyota Cross đang có chương trình giảm giá nhiều đến thế, phải chăng là xe đang nhiều lên, hay là lý do gì mà Cross đang có chương trình khuyến mãi rất là tốt? Thì trong clip ngày hôm nay, Quyết cũng sẽ chia sẻ dành cho anh chị về bảng giá khuyến mãi và lăn bánh mới nhất ở trong thời điểm tháng 8 này dành cho các quý anh chị chúng ta đang quan tâm. Và trước mặt quý vị và tất cả các bạn, đó chính là dòng sản phẩm xe Toyota Cross phiên bản 1.8V. Chiếc xe này thì Quyết sẽ một lát nữa giao cho khách hàng. Chính vì vậy là Quyết cũng muốn làm clip nhanh dành cho anh chị, và mọi người nhớ đón xem clip của Quyết Trần Toyota cũng như Happy Car mọi người nhé. Thế đầu tiên thì chúng ta cần phải nói tới một trong những lý do chính mà chiếc xe Toyota Cross đang có chương trình khuyến mãi rất là tốt. Như mọi người đã biết thì ngày 1 tháng 7 năm 2023 ấy, thì chiếc xe Toyota, những dòng sản phẩm mà xe được lắp ráp tại thị trường Việt Nam đang được hỗ trợ 50% thuế trước bạ. Chính vì vậy là những dòng xe nhập khẩu như là Toyota Cross được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đó thì cũng sẽ cần phải được thay đổi về phần giá bán cũng như khuyến mãi để có thể là cạnh tranh trực tiếp với những dòng xe được lắp ráp tại thị trường Việt Nam, đúng không ạ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm 1.8G đi, phiên bản mà có giá tiền thấp nhất là 755 triệu đồng. Với những quý anh chị mà chúng ta đang có nhu cầu đối với dòng sản phẩm SUV, CUV trong đô thị thì phiên bản 1.8G đang có chương trình khuyến mãi dành tặng dành riêng cho mọi người. Đó chính là tổng giá trị lên tới 63 triệu đồng. Thì mọi người vừa được tặng tiền mặt này, chúng ta vừa được tặng dàn phim này, trải sàn này, camera hành trình đi theo xe, tổng trị giá lên tới 63 triệu. Mọi người có thể đi sát vào, chúng ta có thể quan sát được xe một cách rõ ràng hơn. Vậy thì lăn bánh xong tại Hà Nội dành cho anh chị khi mà đã trừ hết phần khuyến mãi cũng như là trả góp này, thì các quý anh chị chúng ta cộng thêm tiền thuế, tiền biển, phí đăng ký, phí sử dụng đường bộ thì lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 812 triệu đồng. Lăn bánh tại tỉnh sẽ là 778 triệu và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 797 triệu sau khi mà các quý anh chị chúng ta đã lăn bánh xong hết toàn bộ đối với dòng sản phẩm Toyota Cross phiên bản 1.8G. Còn nếu mà mọi người vay trả góp chẳng hạn thì bây giờ đang lãi suất đang rất là tốt. Nếu mà mọi người có một cái phần lãi suất thì mọi người chỉ cần chuẩn bị giúp Quyết, đó chính là 234 triệu khi mà đại lý sẽ hỗ trợ dành cho các anh chị là 80% giá trị của chiếc xe. Đó, đấy là phần trả góp. Và có một cái chương trình ưu đãi dành cho anh chị chúng ta vay trong vòng 1 năm. Nghĩa là mọi người không phải trả trước, mọi người sẽ chỉ cần trả cả gốc lẫn lãi vào cuối kỳ. Nhưng mọi người vay 1 năm chúng ta sẽ trả vào tháng thứ 12 với lãi suất chỉ là 8,99%, rất là thấp. Nghĩa là vay 100 triệu thì lãi sẽ chỉ là 8 triệu 990 ngàn đồng thôi. Rất là ưu đãi, đúng không ạ? Thì đấy là trong chương trình của trong tháng này. Thế mọi người lấy phiên bản 1.8V như mọi người đang nhìn thấy thì chúng ta sẽ có thêm những cái đường viền mạ chrome như thế này. Ở trên đây chúng ta sẽ có thêm các đường viền kính mạ chrome này, vành to hơn 1 inch này là 18 inch. Chúng ta sẽ có cửa sổ trời, dán nắp cam 360, gói an toàn Toyota Safety Sense. Còn tất nhiên là xe cũng đã có kết nối Android to Apple CarPlay và có cả đá cốp được trang bị thêm dành riêng cho phiên bản 1.8V, cực kỳ là cao cấp. Cả hai phiên bản 1.8G, 1.8V đều được trang bị, đó chính là ghế da, có hai màu lựa chọn dành cho tất cả các quý anh chị nhé. Và đối với phiên bản 1.8V bây giờ chúng ta cũng đang có chương trình khuyến mãi đang rất là tốt, tặng cho mọi người tổng trị giá lên tới hơn 60 triệu đồng, bao gồm tặng tiền mặt, dán phim cách nhiệt, trải sàn da và camera hành trình. Nếu mọi người có thể nhìn thấy thì đây chúng ta có camera hành trình này, đi theo xe có toàn bộ dán phim đã được dán tất cả dành cho các quý khách hàng và cả trải sàn nữa. Nếu mọi người nhìn thấy trải sàn thì chúng ta đã được bọc sàn bằng da hết rồi, ở trên thì sẽ được sàn bằng nỉ chính hãng của Toyota. Vậy thì lăn bánh xong dành cho các quý anh chị tại Hà Nội sẽ là 935 triệu đồng, lăn bánh tại tỉnh sẽ là 899 triệu và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 917 triệu khi mà chúng ta đã lựa chọn xong hết. Đối với dòng sản phẩm Toyota Cross phiên bản 1.8V, mọi người có thể thấy được trang bị rằng là chúng ta sẽ có cốp điện đi theo xe. Chính vì vậy đây cũng là một trong những cái trang bị mà vô cùng hiện đại. Với những quý anh chị mà chúng ta đang quan tâm đến dòng sản phẩm phiên bản Hybrid thì ở thời điểm hiện tại cũng đang có chương trình rất là tốt. Với dòng sản phẩm xăng lai điện sẽ dành cho những quý khách hàng chúng ta thích sự yên tĩnh này, chúng ta thích sự tiết kiệm nhiên liệu này, và những cái công nghệ mới ở trên dòng sản phẩm xe Hybrid năm 2023.
Hiện tại thì đại lý cũng đang có chương trình tổng trị giá khuyến mãi lên tới khoảng 60 triệu đồng, bao gồm tặng tiền mặt, dán phim cách nhiệt, trải sàn da và camera hành trình dành cho các quý anh chị. Vậy thì lăn bánh xong tại Hà Nội sẽ là 1 tỷ 041 triệu đồng. Những quý anh chị mà chúng ta đang ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 03 triệu và cuối cùng ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 023 triệu đồng nếu các quý anh chị chúng ta lấy xe ở trong thời điểm tháng 8 này. Và đó chính là những cái chương trình khuyến mãi và lăn bánh mới nhất của dòng sản phẩm Toyota Cross năm 2023. Và nếu quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện vào hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happy Car sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happy Car, chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé.